Đây là cái cổng mà đường vô khu du lịch Trung An nha. Đèo hoa thơm trái Đây ngọt là nè. sơ đồ tại khu vườn trái cây Trung An. Thì đây là những cái tên mà thương hiệu mà nhà vườn là được ủy ban xã Trung An cũng như là huyện Củ Chi đưa lên là để khuyến khích mình vào, là đây là những khu vườn đã được họp và đăng ký thương hiệu nha các bạn. Các bạn ơi, dâu xanh nè, trái còn dài còn thon thon nè. Thì cái này khoảng bao lâu mới chín Rụng hả bà? chín rụng nữa các bạn ơi. Mà cái Rụng này có là kiến không luôn có nè. thuốc nè nên Đó. kiến này không Dạ đó, sầu riêng nè các bạn kiến. thấy không? Nè, kiến nó bù nè do không có thuốc các bạn thấy không? Nếu mà có mình xịt thuốc đã, bạn đã nhìn đã biết rồi đó. Thuốc là sẽ trái bóng lưỡng luôn. Vườn bà Hai hôm nay có chín rồi nè. Wow, sầu riêng. Chắc nghe mùi thơm thơm nữa nè. Trái sầu riêng đó bà Hai có bán không? Cái muối đích này là mình nhìn cái rúng này là mình biết nó bao nhiêu muối bên trong nha các bạn. Cái này nó chuẩn bị điểm thôi. Để chừng 5-10 ngày nữa. Này ở dưới tầng lá, ở tầng bên dưới đất nè các bạn nè. Mình nhìn ở dưới đất nè, trái nè. Đó, trái lên tới trên luôn nè. Đây. Khá là nhiều nha các bạn đó. Thì cũng tùy theo cây nè. Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn cái món là gỏi cuốn miệt vườn nha. Thì cái này cũng đơn giản thôi, thì tùy theo cách làm của các bạn nha. Thì ở đây thì mình có làm sẵn rồi. Thì có với một ít là nước mắm nha các bạn. Thì cái món này thì tùy theo khẩu vị của mình làm thôi, thì tùy theo mình thích làm sao thì mình làm. Hôm nay mình làm có thịt heo với lại có bì với lại một số rau với giá nha. Thì bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình món ăn đơn giản tại miệt vườn nha. Thì ngoài hôm nay thì nói về ăn cái món này thì mình còn nói về vườn trái cây Trung An nha các bạn. Thì vườn trái cây Trung An thì bắt đầu đã vào mùa, thì chôm chôm thì các bạn thì cũng có trái lắc đác, thì mình cỡ chừng bằng quả chanh là nghe các bạn, quả chanh non vừa vừa nha các bạn. Thì măng cục thì cũng lớn bằng quả chanh già rồi, thì nó cũng chừng tầm một tháng đến một tháng rưỡi nó bắt đầu vào mùa có sẽ chín lắc đác nha các bạn. Rồi con ăn gì ăn đi Si? Ăn đi, đó nước chấm của con á. Bảo ăn đi con. Bảo ăn nào đấy ăn đi. Con ăn nha, cà chua nha. À, cà chua đó hả? Ngoại nói con. Thì ở đây là mình ăn hôm nay mình ăn bốc luôn nha các bạn. Thì nói chung là ăn cái món này thì mình ăn bốc luôn cho nó ngon hơn nha các bạn. Lấy cho Bảo ăn. Thôi xíu nhà anh ăn rồi. Khỏi ăn đi. Chơi. Anh ăn hết luôn rồi. Rồi xíu nhà anh. Rất là ngon bà. Em đâu có còn gì đâu. Thì mình cũng làm bì cuốn như là cái ngày tiệc các bạn, thì cũng cuốn khoanh nó tròn rồi. Mình ăn mình chế ra. Mẹ nó ngủ rồi. Nó ngủ khò khò kìa. Thì tại Củ Chi mình á thì đặc biệt là có vườn trái cây Trung An, là một nơi mà trái cây có thể nói là gì con? Trái cây của miền Tây nha các bạn. Có thể nói là đây là cũng có sông nước Sài Gòn cũng như là con sông đồng bằng sông Cửu Long của miền Tây. Thì ngoài phù sa thì nó cũng không thua gì ở miền Tây các bạn ơi. Trái cây nó cũng dồi dào vào trong những năm chín rộ á, nó cũng không thua gì ở miền Tây, rất là đẹp và hấp dẫn du khách đến đây để tham quan trải nghiệm. Thì hôm nay ngoài cái món ăn này đơn giản thì mình giới thiệu các bạn thì món ăn đồng quê miệt vườn thì đơn giản dễ làm. Thì sau khi ăn cái món này nè, chút nữa thì mời các bạn cùng với mình đi qua vườn trái cây để mình tham quan vài cái hộ vườn của địa phương mình ở tại vườn trái cây Trung An tại Củ Chi nha. Thì để mình đi ngoài hàng rào mình xem trên con đường đó, xem là trái cây của họ lớn tới đâu rồi nha các bạn, xem là kiểu như là năm nay có được trúng mùa những năm trước hay không. Chứ ở riêng nhà mình đó thì mình thấy khá là tươi nha các bạn. Năm nay măng cụt nhà mình thấy cũng là thưa trái chứ không có đặc dày như là những năm trước nha. Những cái trend ở năm trước á nói là tam tai măng cụt đó các bạn ơi, thì năm nay là không có còn tam tai măng cụt nữa, không biết là thế nào nha. Thì để mình cùng tham quan mình trải nghiệm những cái vườn thì mình xem là năm nay nó có khá là nhiều không. Thì cái đó không phải là do có một số bạn ý kiến năm trước nó là do mình hái măng cụt non mà không có trái, không phải vậy nha các bạn. Thì do không phải là mình hái măng cụt sống mình bán là không có trái đâu, do cái mùa là do cái thời tiết là quyết định là cái trái măng cụt ra ít hay ra nhiều nha các bạn. Thì bây giờ trước tiên là mình ăn cái này xong rồi mình tham quan vườn nhà mình trước nha các bạn,
xong rồi sau đó mình mới đi tham quan mấy cái vườn của những hộ dân trong địa phương, địa bàn Trung An Củ Chi nhà mình nha. Thì hôm nay á thì mình thấy chôm chôm nhà mình á thì nó cũng khá lớn được chút chút rồi nha các bạn. Thì ngoài ra thì măng cụt hay có trái cũng rất là to nha, nhưng mà nó tầm chừng 30 đến 45 ngày nữa mới có vô mùa những trái chín lác đác. Thật ra cái lúc đó chín này cũng chưa nhiều đâu các bạn ơi, mình chỉ nói là lác đác thôi, nghĩa là một cây nó chỉ được vài trái thôi, rồi sau đó chừng 15 đến 20 ngày sau là bắt đầu nó mới bắt đầu rộ lên nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ mời các bạn tham quan khu vườn nhà mình trước nha, chúng ta cùng đi nào. Thì hôm nay trái nó to được bằng này nè các bạn. Thì có chỗ thưa chỗ dày nha. Thì nói chung là cây năm nay thì không so được năm trước rồi. Thì bên trên này có những trái nó to nó lớn hơn nè. Đây mình dạch cho các bạn coi nè. Trái này cũng là loại nhất đó các bạn. Đây nè. Trái này thì nó tầm chừng mình đoán chừng nửa tháng nó có trái này sẽ chín các bạn. Nay nó cũng điểm đỏ đỏ nhẹ nè các bạn. Thì nó cái điểm chấm chấm thì vài bữa nó trái này nói chung có 10 ngày nó có chín trái này nè. Thì một số trái trên đây cũng lớn nữa các bạn. Nè, ở trên đây mình có rất là cũng có rất là nhiều nha các bạn. Thì do nó chá nắng á, nên là khi nó nhìn nó mập mờ thì các bạn xem video thì cũng thông cảm nha. Thì mình cầm vừa quay á, thì lên trên cây á thì mình thấy trên đó một số cũng khá là dày, thì tùy theo cây. Nó các bạn nhìn quan sát lên là thấy. Đây thấy không các bạn, thấy không? Đó, mình nhìn trái xanh xanh có cái đốm nâu nâu đó là măng cụt nha các bạn. Thì đối với kinh nghiệm á, thì các bạn muốn ăn măng cụt á, thì các bạn lựa măng cụt mà muốn bao nhiêu muối á, thì các bạn nhìn ở dưới cái phần cái tim rúng đó các bạn. Ví dụ như cái trái to hồi lúc nãy nha. Hoặc là những trái khác để mình xem hướng nào cho nó tiện. Nè, trái này đi cho nó dễ, cho nó to các bạn dễ nhìn nè. Ví dụ mình đếm cái cạnh này nè các bạn. Mình đếm có bao nhiêu cái bông ở đây, mình đếm vòng bao nhiêu bông thì nó sẽ có bao nhiêu muối trong đó, và cái bông nào nó đại diện, cái bông nào to nhất thì sẽ có hạt to, cái bông nào hạt nhỏ nhất thì ngay chỗ đó cái muối nó sẽ nhỏ trong đó nha các bạn. Thì đối với măng cụt thì có thể là 4 muối cũng có các bạn, thể 5 6 muối. Thì nó tùy theo mình nhìn cái đít là mình sẽ biết cái tim rúng các bạn, mình sẽ biết liền. Thì nói chung là rất nhiều cây, nhưng mà mình thì mình quay vài cây thôi, chứ còn mình đi hết vườn là chắc mình quay tới chiều luôn các bạn. Mình chỉ đại diện mình quay vài cây, rồi sau đó mình sẽ đi tham quan những cái cây của vườn măng cụt tại địa phương mình, của mấy hộ dân mà năm trước mình đã đi, mình đó mình quay khách du lịch đến đó thì người ta cũng rất là hài lòng các bạn. Còn bên đây là chôm chôm, nó rất là chá nắng luôn. Có một số cây giờ này nó mới bắt đầu ra đọt non mà để ra bông các bạn. Năm nay trễ nha. Còn bên kia thì có trái bằng trái chanh rồi. Nó trên cao cao đó các bạn. Để mình qua đó mình quăng xuống thử một nhánh quay cận cho các bạn xem nha. Thì phía bên trên nó do trời nắng các bạn. Thì mình sẽ quay lên và mình kéo nhánh cho nó rung để cho các bạn nhìn thấy trái chôm lung lơ nè. Lúc lắc nè. Đó là các bạn thấy là trái chôm chôm, những cái trái mà chấm tròn tròn ở trên lúc lắc á. Thì nó cũng có bằng, có những cái chùm nó bằng... gần bằng trái chanh nhỏ nha các bạn. Đó, bên đây còn đây cũng rất là sai nè đó. Tuy nhiên có những cây nó ra chậm hơn chút xíu. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay những vài trái măng cụt nữa, thì sau đó mình sẽ đi thăm vườn tại địa phương nha. Còn vườn nhà mình thì hiện tại thì nói chung là cỏ cũng rất là nhiều nha, tại vì ba mình chưa có rảnh để dọn á. Nghĩa là dọn chưa kịp các bạn, do nó rộng quá. Cây măng cụt này nè các bạn thấy không? Trái non, trái lớn nè, trái nhỏ này thì nó cũng rất là lọt sọt chứ nó không có đều nhau nha. Thì cái măng cụt nhà mình thì nó tầm 20 năm nha các bạn. Đó, như các bạn thấy không, vườn măng cụt 20 năm nè. Để mình chui vô cái thân giữa các bạn thấy không, cái tàn cây khá là rộng nè, mát nè đó. Khá là mát mẻ trong đây. Và tàn cây rất là rộng, rất là lớn luôn nè. Đây nè, trái cũng có này các bạn nè. Đó, trái cũng rất là đông, cứ như là nó... dày nha các bạn.
Do nắng nó chói lên thì các bạn nhìn thấy qua camera thì nó hơi mập mờ nha, kìa phía trên rất là nhiều kìa. Cây này trúng á các bạn, cây này khá là nhiều nè. Cây này không thua gì năm rồi luôn. Thì phía dưới đất á, thì những cái nhánh là xà nè các bạn. Do mình không, người ta ở những cái vườn người ta cho vô á thì người ta tỉa gọn luôn, còn nhà mình hồi trước giờ nhà mình ba không cho vô á, không cho khách vô, chưa có cho khách vô lần nào hết á, cho nên là cái nhánh chưa có tỉa, nhưng là những cái trái cũng bắt đầu nó đeo dưới đất nè các bạn nè. Đó, mình dỡ lên thì các bạn thấy không, trái nó nằm ở dưới đất nè, những cái nhánh dưới đất vẫn có trái nha các bạn. Thành ra nếu mà mình cho vô thì mình mới dọn những cái nhánh này mà bớt lên cho cái đường chưa vô, còn mình chưa cho vô cho nên là chưa có dọn các bạn, nên để tự nhiên luôn. Tàn măng cục nè, khá là rộng, khá là dài luôn nè. Cây nào cũng vậy hết, được quài chuối cũng khá là thưa trái, nhưng được cái là mình không có bón phân nhiều các bạn, nên là chuối ăn yên tâm. Mình không có bón những phân hóa học á, những ngoài ở đây thì chỉ bỏ những cái phân chuồng ở nhà tận dụng thôi. Hàng cao trước nhà bên hiên. Đi ngang cái những bé heo rất là cực kỳ dễ thương. Rồi bây giờ mình sẽ đi thăm một số vườn của những hộ dân địa trong địa phương mình nha. Các bạn cũng đã xem qua cái trái chôm chôm tại vườn đó, thì có trái lớn trái nhỏ nha, thì mình sẽ đi tiếp tục mình xem những hộ mới nó khác nữa nha. Thì đây là cái cổng mà đường vô khu du lịch Trung An nha. Hoa thơm trái ngọt nè, ngọt đất thép thành đồng của Củ Chi mình đã để cái bảng là thương một thương hiệu nha. Thì như mình đã nói thì đây là sơ đồ tại khu vườn trái cây Trung An. Thì đây là những cái tên mà thương hiệu mà nhà vườn là được ủy ban xã Trung An cũng như là huyện Củ Chi đưa lên là để khuyến khích mình vào, là đây là những khu vườn đã được họp và đăng ký thương hiệu nha các bạn. Đây là những khu vườn mà uy tín nha. Thì đương nhiên là trước khi mình vào vườn trái cây thì mình cũng luôn nhắc là các bạn là xem video thì mình muốn vào vườn nào thì mình cũng phải hỏi là giá cả. Thứ nhất là giá cả, thứ hai là vườn mình có cái gì để ăn, thì mình sau đó mình hãy vào nha. Để mình vào rồi mình bỡ ngỡ, nhiều vườn người ta chưa có chín rộ á, người ta cho mình vào nhưng mà cái giá thực tế đó thì mình ăn có bạn thấy chưa có hài lòng á, là do mình không có hỏi kỹ nha các bạn. Nếu mình hỏi kỹ thì mình hãy vào nha. Nhìn những con bò này á thì các bạn thấy phong cảnh này giống ở đâu không? Giống như ở miền Tây nha các bạn. Thì miền Tây sông nước thì ở đây Củ Chi thì cũng không thua gì miền Tây nha. Thì như mình cũng đã nói nhiều lần á, thì đây là phù sa của con sông nước Sài Gòn nó đưa vào các bạn, thì nuôi dưỡng vườn trái cây nè, từ ngọn cỏ nè, thì nuôi những con vật con bò nè, rất là thanh mát nha các bạn, dòng nước rất là im dịu và hiền hòa nha. Thì đường chạy vô khu vườn đó, hôm nay thì do là mới bắt đầu trái cây, mới bắt đầu bằng có trái nhỏ nhỏ thôi, cho nên là đường còn hơi vắng nha các bạn. Khi mà trái cây nó chín rồi thì con đường này rất là đông du khách đến đây để tham quan. Các bạn thấy không, ở Củ Chi mình thì cũng vừa có trái cây mà vừa có đồng lúa đó nè, những cánh đồng bát ngát luôn các bạn thấy không, đồng cỏ này là đồng cỏ, có người thì trồng lúa, trồng cỏ thì để nuôi bò, nuôi gia súc, gia cầm, còn trồng lúa thì để người ta cũng thu hoạch lúa để có ăn thôi chứ người ta cũng không bán nha các bạn, thì giờ cho trồng ít đó, cho nên là người ta trồng không thuốc để người ta ăn đó các bạn. Ở đây là vườn trái cây nè các bạn, thì trái cũng bắt đầu, nói chung cũng có cây mới có bông thôi, thì nó cũng lọt sọt lắm nè. Đây trái này, cây này trái to rất là đông, rất là nhiều các bạn ơi, cây này rất là sai trái luôn nè. Thì tại khu vườn hôm nay thì trái này cũng rất là to, nhưng mà trái này cũng nhỏ hơn ở nhà mình nha các bạn. Mình thấy nãy giờ mình thấy trái này còn nhỏ hơn trái chôm chôm ở nhà mình. Thì
đây là vườn chôm chôm và măng cụt, thì chủ yếu là vườn trái cây trung an tại Củ Chi, chủ yếu là chôm chôm với măng cụt. Thì sầu riêng vẫn có, nhưng mà với một cái số lượng mà nó khá là ít nha các bạn, do một số cây á là nó không có thích nghi với vùng đất á, nó bị nhiễm phèn một cái là hoặc nó ngập nước một lý do gì đó là nó cũng dễ chết lắm nha các bạn. Chỉ có chôm chôm với sầu riêng là nó chịu cái nguồn đất ở đây và cái con nước ở đây nha các bạn. Sầu riêng có nhưng mà nó vẫn số lượng ít, nhà có nhà không chứ không phải nhà cũng có. À, thì ở đây mình thấy rất là trúng nha các bạn, thì chôm chôm năm nay rất là trúng luôn, sai quần luôn các bạn ơi. Chôm chôm quá đẹp quá trúng luôn nha. Thì mình có thể đi ngoài đường mình thấy mình chụp hình, các bạn nào á mà muốn chụp hình lưu niệm á thì hoặc là check in nữa các bạn, thì ngay bây giờ nè mình có thể đến đây vườn trái cây Trung An. Tại con đường này mình chạy vào là mình có thể chụp hình những trái chôm chôm còn xanh. Những khoảnh khắc, những thời điểm này sẽ không lặp lại trong những tháng kế tiếp nha. Thì khi nó đã qua đợt rồi nó sẽ chín hơn, thì mình sẽ chụp hình trong từng giai đoạn, nó sẽ đẹp hơn nha các bạn nè. Thì hôm nay nó được bay lớn thì các bạn sẽ đến đây để chụp hình và trải nghiệm, lưu niệm nha. Những cái khoảnh khắc mà trôi qua rồi thì nó sẽ không lấy lại được nha các bạn. Cũng như là con người thay đổi, cảnh vật xung quanh mình nó cũng thay đổi nha. Thì nó sẽ có từng khoảnh khắc. Thấy rất là nhiều trái luôn ha, trái khá là nhiều luôn. Mà đứng bên ngoài mình nghe rất là thơm nức mũi luôn các bạn, mùi đặc biệt là mùi nức mít tấu nữ á, nó thơm mà nghe mình chịu không nổi luôn á. Lúc đầu mình mới tới các bạn, nó sủa mình gâu luôn. Giờ nó muốn theo anh về rồi nè, nó mần đuôi đi theo nó liếm đó các bạn, nó quẩy đuôi á. Bye bye Kiki. Nó dẫn mình đi tham quan vườn trái cây các bạn, đi trước rồi kìa. Nhà nó đã lúc đằng kia kìa các bạn, mà nó dẫn mình đi theo luôn các bạn. Các bạn thấy nó hay không? Rồi, tới nhà sao rồi, vô nhà. Mít tô nữ nha bạn. Rất là xa trái luôn. Trong cái cây Trung An này á, thì chủ yếu là mít tô nữ cũng nhiều, mà măng cụt với chôm chôm là điểm chủ yếu thứ chính nha các bạn. Mít tấu nữ rất là sai trái rồi ha. Cây này mình nghe không có thơm các bạn. Cây hồi nãy mình lần cây đầu tiên mình nghe nó thơm mùi nước mũi luôn á. Vậy người ta không hay á. Wow. Một cây mít thân nhỏ nhưng mà trái rất là to nha các bạn. 1, 2, 3, 4, 5 trái luôn nha các bạn. Ở dưới đất nữa kìa các bạn. Dưới sát đất luôn nè. Dưới đất mấy trái luôn. Wow, bưởi nha các bạn. Wow, những con chiếc ghe nè các bạn. Con thuyền chiếc ghe nha, phong cảnh miền Tây nha, miền Tây hữu tình nha. Đó các bạn thấy không, người ta cắt cái mái để người ta lợp cho bỏ chiếc ghe chổng cho đừng cho nó bị nắng các bạn. Đây là những cái nhánh sông của con sông Sài Gòn dẫn vô nha các bạn. Wow, chôm chôm rất là mịt mà mù bông luôn các bạn ơi, đầy bông luôn nha. Nhìn ngoài dừa sai quần luôn các bạn ơi, sai quần cái cổ người quần xuống luôn kìa. Thì ngoài vườn trái cây Trung An á, mình đã quên nhắc tới một loại trái cây các bạn là dừa với lại bưởi nha các bạn. Một số hộ trồng bưởi rất là nhiều nha, bưởi
da xanh nha. Wow, trên trên này các bạn ơi, khá là nhiều trái luôn nha, xanh thẳm trên đầu mình luôn nha. Trên ba chùm vào trên bầu trời xanh thẳm rồi, trong trời màu xanh luôn, xanh màu rất là đẹp. Thì bây giờ mình ra khỏi khu vườn chính của vườn trái cây Trung An nha, mình sẽ qua cây cầu Gạch Kè là những khu vườn phụ, là những khu vườn bên đây thì không có đưa tên trên cái bảng tên này, nhưng bảng hiệu mà có thương hiệu, nhưng mà cũng là một số khu vườn có hộ uy tín nha các bạn. Thì đương nhiên đi đến đâu thì mình cũng nhắc các bạn là trước khi vào vườn thì hỏi giá cả, và hôm nay vườn nhà mình có trái cây gì chín để mình vào mình ăn nha. Thì cái thực đơn thì ví dụ mình ăn mình có dùng món thì mình phải hỏi giá, hoặc là mình có thể order từ bên ngoài mình gọi vào, mình không phải nhất thiết phải ăn trong vườn, dù là vườn chính hay là vườn phụ nha các bạn. Thì mình sẽ qua đây một số hộ mà đây cũng là uy tín, nhưng mà kiểu như là bên kia cầu nó không có nằm vô trong quy hoạch là khu du lịch của vườn trái cây Trung An, nhưng mà nó vẫn là nằm chung con đường này thì vẫn là vườn trái cây Trung An nha các bạn. Khi mà vừa qua cầu Gạch Kè thì hướng bên tay trái mình có một khu vườn nhỏ nha. Thì khu vườn này là dành cho xe máy, xe hơi không vào được nha các bạn. Thì khu vườn này các bạn đi xe máy có thể vào được khu vườn này. Thì trái cây cũng khá là nhiều và cảnh rất là đẹp, và dành cho các bạn để check in là những trái cây mà có như là trên đầu mình có thể chạm tay tới các bạn. Thì đây là những cái trái bưởi các bạn, được người ta bao trùm lại nè. Thì trên cái con đường này thì rất là nhiều trái cây, giống như là chôm chôm nè, bưởi nè, mít nè. Bạn thấy bưởi sai trái không? Một số bao, một số không bao nha. Trái rất là nhiều luôn. Mà bầu trời hôm nay mình đi quay phim á các bạn, bầu trời hôm nay nắng cực kỳ nắng nha. Đó, các bạn thấy không? Phong cảnh rất là đẹp nè, rất là kiểu như là một miền Tây thứ hai xuất hiện nha các bạn. Đây các bạn thấy không, chôm chôm thì có cái nó ra hoa nè, vừa ra hoa có cái thì đã lớn rồi. Thì tùy theo vườn nó có sớm và có muộn, thì năm nay mình nghĩ là cái mùa vườn nó sẽ kéo dài tận tháng 7 các bạn ơi. Mình nghĩ là tại vì mùa này là nó mới có lác đác như vậy, thì năm nay nó sẽ kéo dài cái đợt chín hơn những năm trước. Những năm trước thì nó có sớm á, cho nên là nó kiểu như là nó chấm dứt sớm, còn năm nay là nó có trễ, nó ra trễ, cho nên là nó sẽ kéo dài hơn. Rồi mình đang di chuyển ra khỏi cái con đường xe máy nha các bạn. Chuẩn bị ra đường lớn để qua vườn xe ô tô tới được nha. Thì chôm chôm ở cái vườn này rồi các bạn. Đây là khu vườn này á, thì được xe hơi có thể vào thoải mái nha. Thì đa số vườn trái cây Trung An á thì xe hơi đường nào xe hơi cũng vào được hết á. Nhưng mà cái khu vườn vừa nãy là cái mình vừa ra khỏi các bạn, thì cái khu vườn đó chỉ dành cho xe máy thôi nha, xe hơi không vào được. Thì còn lại toàn bộ là xe hơi có thể vào tận vườn và chạy xe tận vườn nha các bạn. Thì nhiều bạn hỏi là xe hơi có thể vào được hay không, thì tại vườn trái cây Trung An thì rất là nhiều vườn, chỉ có những khu vườn phụ thì nói chung á thì xe hơi không vào được, nhưng xe máy vào được. Nhưng mà cái gì cũng có cái vẻ đẹp của nó nha các bạn. Mặc dù xe hơi không vào được nhưng mà xe máy vào được, thì cái đường nó nhỏ, nó thu hẹp lại, thì trái cây nó sẽ chằng chịt hơn, thì nhìn con đường nó sẽ kiểu như là nó đẹp và nó kích thích con mắt mình hơn nha các bạn. Còn những khu đường mà xe hơi vào được thì nó bật xa ra, thì nói chung là mình vào tận vườn thiệt thì vào trong vườn mới có trái nha. Còn ngoài đường này nó cũng ít có đưa ra nha các bạn, khá là nhiều nè. Đây mình thấy chôm chôm này cũng tại khu vườn ở trong bên đây á, thì chút xíu nữa mình sẽ dẫn các bạn xuống khu vườn này, thì xe hơi vào được thì xuống tận tới bờ sông luôn các bạn. Nếu mà ai mà đi xe hơi vào thì có thể mình tham quan bờ sông Sài Gòn được luôn á. Thank you.
Thì tại đây có những khu vườn người ta mới lên nha các bạn, cây nó còn nhỏ. Thì đa số đây là trồng thích hợp để trồng vườn nha. Thì vào sâu bên trong đây á thì có những khu vườn lớn nha các bạn, cực kỳ là lớn và rộng mát. Thì đây cũng chỉ là khu vườn phụ thôi. Thì cái khu vườn đầu tiên lúc nãy mình đi á thì đó là khu vườn chính. Thì đó sẽ được đưa lên, đã được đưa lên bản liệt kê của ủy ban xã, người ta đó là đánh giá và chấm sao. Còn ở đây khu vườn phụ thì mình có thể mình đi bất kỳ khu vườn nào, thì đi tới đâu các bạn ơi thì mình cũng nên hỏi giá nha. Đây là những cây măng cụt tơ nha các bạn, thì cái này mình nghĩ là tầm 5 tới 7 năm thôi. Mình kết nhất là cái chùm này nha các bạn, kết nhất là cái chùm chùm trên này nha, đung đưa nè. Wow, đi ngang khu vườn này thì mình thấy một cây chôm chôm duy nhất chính nha các bạn. Đây nè, trái chính duy nhất nha, chỉ có một cây duy nhất thôi. Tuy nhiên là mới có một cây thôi nhưng người ta chưa có cho vào các bạn. Đây nè, trái chính khá là nhiều nè, mình xin phép mình quay thôi nha. Đó các bạn ơi, đó chôm chôm chính nha, đó khá là nhiều luôn. Cũng cây này lưa tưa thơ, mới một cây có trái chính thôi các bạn ơi. Các bạn thấy mê chưa? Tuy nhiên là mới có một cây này thôi, mình đi nãy giờ thì kéo một cây này chính thôi nên là nhà vườn người ta chưa có cho vào nha các bạn. Thì cuối cùng mình cũng ta tìm được trái chôm chôm chính nha. Đây nha các bạn ơi. Không có ai đây cho các bạn nhưng mà mình không dám hái. Chấm vô nè các bạn ơi, chôm chôm chín rồi nè, chôm chôm thái đã chín rồi nha. Cái này là mình nghĩ cây này chắc chín được tầm 1 ký mấy, 2 ký gì các bạn ơi. Wow, đây là một cây chôm chôm nhà cô rất là nhiều các bạn. Chôm chôm của bà Hai các bạn ơi, đây là vườn của bà Hai. Đây là vườn chôm chôm vườn bà Hai nha các bạn. Thì mình cô cho mình vô quay vườn dâu nhà cô luôn nè. Đây là vô quay chôm chôm rồi vô quay dâu luôn, quá là trái luôn các bạn ơi. Đây mình vô vườn bà Hai nha, hôm nay mình vô vườn bà Hai thì hôm nay mình tình cờ mình đi quay review thôi. Nhưng mà gặp vườn của bà Hai á, nên là cô kêu mình cho phép mình vô mình quay cái vườn của cô, nó rất là đẹp. Con xin phép vô quay khu vườn của bà Hai, thì mời các bạn cùng xem nha. Thì khi mình ăn vườn á, thì mình nếu mà mình có nhu cầu là khi mà trái cây chín các bạn, thì mình có thể hỏi là khu vườn của bà Hai để mình vào nè các bạn ơi, chôm chôm quá trời luôn nè. Thì tại vườn của bà Hai hôm nay mình vào thấy chôm chôm nè, măng cụt nè, quá trời các bạn ơi. Đây măng cụt nè các bạn ơi. Đây, là vườn của bà Hai có măng cụt nè, đó. Chôm chôm, măng cụt, dâu. Nè chôm chôm thì có trái cũng là mới nhỏ nhỏ lác đác, thì lớn lớn nhỏ nhỏ cũng rất là nhiều nha các bạn ơi. Wow, ở bên trên kìa, rất là nhiều luôn kìa. Vườn của bà Hai rất là lớn luôn. Đó, thì chủ vườn đang dắt mình cho mình đi quay những cái cảnh mà trong vườn của chủ nha các bạn. Đó. Thì theo chân để quay khu vườn của bà Hai. Dạ. Wow, dâu nè các bạn ơi. Nè bắt đầu ra trái rồi nè. Đó. Ủa. Các bạn thấy không? Nè, chùm 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 luôn nè. Thì các bà Hai đang dắt mình vô, chắc cái dâu bên trong chắc trái sẽ nhiều hơn các bạn. Đó. Wow, dâu này dâu xanh đó bà. Dâu xanh. Dạ, dâu xanh các bạn, nãy giờ cái dâu vàng, cái dâu xanh nè. Thì khi các bạn mà tới vườn tham quan á, thì năm nay thì các bạn hỏi vườn của bà Hai nha. Thì vườn này thì mình thấy có dâu nè, chôm chôm nè, măng cụt. Wow. Các bạn ơi, dâu xanh nè, trái còn dài còn thon thon nè. Thì cái này khoảng bao lâu mới chín hả bà? Cái này 2-3 tuần nữa là có dâu các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi. Dạ, ồ. Dạ các bạn ơi, nhìn nè, một màn lưới dâu luôn các bạn ơi. Đây đây đây, thì trong cái bóng mát thì dâu nó không được nổi bật lên, các bạn xem video á thì mình cũng hình dung ra được trái dâu nha. Dạ. Có sầu riêng luôn hả bà? Trời ơi, quá trời luôn, vườn của Hai quá luôn. Wow, mình qua đây mình nhìn cái chùm dâu mình mê mắt luôn các bạn ơi. Như một màn lưới luôn. Wow. Đây nè các bạn ơi. Dâu nè.
Dâu này dâu xanh là chắc nó chín rồi các bạn ơi. Dạ chín sốc năng à. Thì các bạn ơi, dâu dâu xanh là nó chín rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình cùng thử nha các bạn. Trái cây sạch không thuốc nha các bạn. Đặc biệt là tại khu vườn trái cây Trung An này á, thì không có dùng thuốc nha các bạn. Chỉ dùng phân bón kiểu như là hữu cơ thôi. Rồi mình qua mình xem mấy cây sầu riêng luôn nha các bạn. Nó đã các bạn. Cái vị chua của dâu đầu mùa các bạn. Rồi bà chắc mình xem vườn xem cây băng cây sầu riêng. Cây sầu riêng. Vô ăn dâu chua quá nó sầu riêng luôn các bạn. Dạ. Thì các bạn thấy không? Tại khu vườn trái cây Trung An này á thì những ở đây á, những hộ dân rất là chất phác thật thà. Rất là hiền hòa nha các bạn. Wow, sầu riêng chín rụng nữa các bạn ơi. Mà rụng có kiến luôn nè. Thuốc nè nên kiến nè không? Dạ đó, sầu riêng nữa các bạn thấy không? Nè, kiến nó bù nè do không có thuốc các bạn thấy không? Nếu mà có mình xịt thuốc đã bạn đã nhìn đã biết rồi đó. Thuốc là sẽ trái bóng lưỡng luôn, sẽ không có một con kiến nào hết cận cảnh nè. Chín rất là ngon luôn. Dâu vàng. Dạ, dâu vàng nè các bạn ơi. Nè. Dạ, vườn này là vườn của bà Hai nha các bạn. Đây dâu vàng nè, mình sẽ thử một trái dâu vàng nha các bạn. Wow. Nó ngọt đâu chua hả bà? Dâu vàng ngọt quá. Măng cụt nữa ta hái nè, cũng có chín nè. Măng cụt chín rồi các bạn ơi. Nè, có chín lát đác nè các bạn, nhưng mà do số lượng ít nên là chưa cho vô phải bà. Không, măng cụt. Dạ. Cũng có chín. Chín lát đác còn chưa cho vô nè. Chưa. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Vườn bà Hai hôm nay có chín rồi nè, nhưng mà tại vì lát đác chưa cho vô, khi nào mà có nhiều chút mới cho vô. Sầu riêng xài lắm nãy kìa. Đó, cây sầu riêng nha các bạn. Đây là phần quan trọng nhất cây sầu riêng nè. Wow. Bạn thấy không? Đã có chín nha các bạn ơi. Mới vừa có một trái chín rụng á, các bạn thấy không? Đây là sầu riêng nè. Bên trên rất là nhiều nha các bạn. Wow, 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 sầu riêng. Cái nghe mùi thơm thơm nữa nè. Dạ, quá trời luôn, vườn hai cái gì cũng có hết nè. Wow, wow, wow. Trái sầu riêng đó bà Hai có bán không? Mình định hỏi mua trái sầu riêng nhưng mà bà Hai đem về các bạn. Tại do trái chín đầu mùa cho nên là đầu mùa thì dành cho hộ gia đình ăn trước nha các bạn. Tại vì đầu mùa thì sau một năm chờ đợi á thì cuối cùng cũng có thành quả chín á, cho nên là đó bà Hai nói là vô vườn thấy chín là mình cứ ăn rồi. Tại vì này là do trái đầu những cái mùa đầu tiên các bạn, nên là mình không có kiểu như là chưa có bán nha các bạn. Mình vô và mặc dù bà Hai nhiệt tình là cho mình vô vườn quay luôn, nhưng mình hỏi chia lại nhưng là chưa có bán nha các bạn. Dành cho mấy đứa cháu ăn đó. Đó chín rồi nè. Dạ. Sáng xuống thì nghe thơm, nghe lập bập rồi đó nè, chín rồi nè. Đó đó. Dạ. Cái này về ngon lắm đó. Dạ, đều viên vườn mà ngon lắm này, đi sáu nè đó. Dạ. Ta hái gần nó rụng gần 20 trái. Dạ. Bà Hai cút sao nè. Dạ dạ. Quá trời cảm ơn bà Hai cho con vô. Dạ. Quay vườn dâu nha. Thì như các mình cũng vừa nói nha các bạn, thì các bạn muốn tham quan vườn trải nghiệm thì khi nào vườn bà Hai mở cửa thì các bạn hãy đăng ký video, đăng ký kênh để mình sẽ gửi cập nhật đến các bạn. Thì khi nào vườn bà Hai mở cửa thì sẽ mời các bạn qua tham quan vườn của bà Hai. Thì có dâu, măng cụt, chôm chôm và sầu riêng. Dâu xanh và dâu vàng nữa nha các bạn. Thì đây là măng cụt các bạn. Có những cây ra trái lác đác nè, có trái lớn hơn nè, các bạn thấy không nè. Nhìn qua tàn lá thì mình có thể để ý nè, đó các bạn thấy nhìn đấy. Thì cây trúng, cây ít nha các bạn này nè. Thì mình có thể dở lên mình thấy nè, nhìn cái muối đít này là mình nhìn cái rúng này là mình biết nó bao nhiêu muối bên trong nha các bạn. Wow, cây này khá là sai nha các bạn. Này các bạn ơi, đây bên trên cũng rất là nhiều các bạn, do cái tàn lá nó che lại thì mình xem ăn cục á thì mình vào tận cái gốc á có thể lên trên mới thấy được nha các bạn. Đây nè các bạn ơi, đây măng cục, đây măng cục, đây ở dưới đất luôn các bạn ơi. Nè đây nè, dưới đất mình nhìn lên vẫn thấy nha. À, đó thì xem mình theo mình quan sát thì năm nay thì
ví dụ mùa măng cục thì nó cũng được các bạn, chứ không bằng năm rồi nha. Đây nè các bạn ơi, đó trái này nó chuẩn bị điểm thôi, để chừng 5-10 ngày nữa. Đây các bạn nè, khá là nhiều nè, nó nằm trong mấy cái tàn lá khuất nè các bạn ơi. Đó, nè bên đây trái lác đác cũng rất là nhiều rồi các bạn ơi. Đây các bạn, mình cho các bạn xem cái gì đây. Nè, ở dưới tàn lá, ở tầng bên dưới đất nè các bạn nè. Mình nhìn ở dưới đất nè, trái nè. Đó, trái lên tới trên luôn nè. Đây, khá là nhiều nha các bạn đó. Thì cũng tùy theo cây nè. Mê ly luôn, chùm chùm lớp lớp luôn các bạn ơi. Đây nè, mê ly chưa. Nè, bên đây nhánh này cũng không thua kém gì nha các bạn. Đó, lớn nhỏ lộn xộn. Mình đặc biệt mình thích cái hoa đỏ này rất là đẹp các bạn. Hoa cục màu đỏ nè, trái nhỏ rất là đẹp. Thì nó lớn hơn chút xíu thì nó mới chắc được. Cũng nhiều nha các bạn, mình thấy cây này nhiều á. Thì vào vườn thì dâu này chín các bạn. Mình hái vài trái nha, bà hai cho mình vô quay mình hái vài trái. Bà hai nó chín nhiều quá sốc năng các bạn. Đây, hái vài trái cho vui nha. Trải nghiệm vườn. Hôm nay vô không mà còn được hái trái cây nữa đó các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem kênh Kinh Miệt Vườn nha. Thì các bạn yêu thích hãy nhấn đăng ký nha. Thì cảm ơn các bạn. Chúc các bạn vui vẻ khi xem video của mình nha. Bây giờ thì xin tổng chào cả nhà.